Phạm Ngọc Quốc Cường. Tôi làm về đầu tư, về tài chính, bất động sản và một số các doanh nghiệp về sản xuất. Qua quá trình mà làm việc ấy, thì tôi thấy là thật ra là các cái yếu tố thành công ấy nó cần rất là nhiều những cái gọi là đam mê, và mình cũng có rất nhiều những cái niềm đam mê. Trong đó thì hai cái niềm đam mê lớn nhất là bóng đá và âm nhạc. Cũng rất là tình cờ thôi. Thế là cái ngày mà bắt đầu yêu thích bóng đá là năm 1990. Thì hồi đấy là có cái bài hát mà Italia 1990, thì là lúc đấy là bật trên TV là nghe nó làm cho mình cảm thấy sôi sục. Thứ hai nữa là cái bài hát đấy thì trong cái clip bây giờ mình vẫn còn nhớ ấy. Khi mà chiếu cái đấy thì nó có cái hình ảnh Maradona nó khóc ở trong trận chung kết mà sau quả penalty thua Đức ấy. Đấy thì là cái hình ảnh đấy thì đầu tiên là nó làm cho mình cảm thấy thích cái cầu thủ mà trông tóc thì xoăn xoăn rồi khóc rồi đấy, thì là chiếu những cái hình ảnh về anh ấy khá là nhiều. Thì sau đấy thì là tìm hiểu thì tiên lại ra là Maradona là người mà cầu thủ hay nhất thế giới ấy. Thế là bắt đầu từ thời đấy là bắt đầu cứ xem bắt đầu từ chính thức là từ năm 90. Thì là cái hồi đấy thì thật sự là nước mình nó vẫn rất là khó khăn trong cái câu chuyện là kiếm một cái áo chính hãng thôi cũng rất là khó, chứ không phải là nói đến câu chuyện là các cái áo mà có chữ ký của cầu thủ hay là như thế nào. Thì hồi đấy thì còn bé nữa, mình không có điều kiện gì để mà sưu tầm. Thì chủ yếu là ngày nào cũng bớt tiền ăn, gọi là ăn sáng, ăn trưa các thứ đấy để mua những tờ báo thể thao. Hồi đấy thì thể thao văn hóa này, Sài Gòn Giải Phóng này. Đấy, rồi sau có thêm báo bóng đá các thứ đó. Thì đa số là mình cắt những cái hình ảnh đấy, ảnh các cầu thủ, và sau đó mình dán ở trên những cái quyển vở để gọi là lưu giữ. Đấy thì cái quá trình đấy nó kéo dài mãi đến khi bắt đầu mà anh đi du học, thì lúc đấy bắt đầu nước mình mới bắt đầu gọi là có những cái cửa hàng đầu tiên, gọi là có cửa hàng đầu tiên về bán áo chính hãng của MU. Và anh nhớ là ở Tràng Thi, là một cửa hàng rất là nhỏ mà cũng chỉ có vài cái áo thôi, không có nhiều. Đấy thì sau đó thì bắt đầu là mình đi du học. Mình đi du học thì bắt đầu lúc đấy là có như là cái chân trời đầu tiên, nó bắt đầu được mua được những cái áo chính hãng, áo bóng đá của các cầu thủ thôi. Cái này có Ronaldo này, Messi này, Rivaldo này, Iniesta này, Busquets này, Saviola này, các bạn là rất là nhiều cầu thủ. Ramos này, Gareth Bale này, Suarez, Simone, David Beckham. Xin tại lễ bốc thăm C1 của C1. Đây là một người bạn là anh ở bên Pháp đến đấy và xin tại đây. Quả bóng này thì là hồi của Việt Nam mình rất là cũ rồi, hỏng xịt rồi. Đấy, từ hồi Tiger Cup 2000. Có cái này có được tặng có cái là nhờ mua. Và đây là hoàn toàn là chữ ký tươi đấy nhé, chữ ký của các danh thủ vậy. Cái niềm mong mê bóng đá đấy vẫn cứ kéo dài mãi. Cái áo đầu tiên ấy, cái hồi mà MU ký thỏa thuận với cả bên BIDV, thì chính là từ cái công việc kinh doanh của mình thì có chơi với anh em bên BIDV, thì mấy anh em bên đấy mới tặng cho mình mấy cái áo đầu tiên của MU mà có chữ ký. Thế lúc đấy bắt đầu mình mới bảo đúng rồi, thế mà như thế thì sao mình không đi tìm kiếm những cái áo mà có chữ ký các cầu thủ trên thế giới. Thì qua đó thì bắt đầu mình mới có một số các anh em chơi cùng, thì bắt đầu anh mới tìm cách gọi là nhờ họ, những cái người mà sưu tầm rồi họ tìm kiếm cho mình những cái áo. Và khi mà mình trong quá trình mình sưu tầm ấy, thì anh em quý mến lẫn nhau, có cái gì họ lại giới thiệu, rồi có cái gì thì họ lại tặng, thậm chí họ tặng. Thì bây giờ nó hình thành một cái phòng, một cái bộ sưu tầm mà càng ngày nó càng dày lên, cho đến một cái lúc nào đấy mà cái số lượng khá là lớn, mình mới nảy ra cái ý tưởng là thôi mình phải làm một cái chỗ nào đó để mình trưng bày ra. Ở cái phòng trưng bày thì nó chủ đề là nói về các huyền thoại, các huyền thoại của bóng đá thế giới. Mình chủ yếu chỉ săn lùng những ngôi sao mà hay hoặc là có tư cách hay là có một cái ảnh hưởng gì đó đến cái nền bóng đá của họ. Vật phẩm có được thì nó cũng phải lên đến cả 1000 thứ, nhưng mà đương nhiên là phòng trưng bày mình sẽ chọn lọc và bày ra những cái gì đó mà mình cảm thấy tâm đắc nhất thôi.
Thì riêng về mảng áo thì nó cũng phải lên đến cả 700-800 cái. Đấy, ngoài ra thì có những cái hình ảnh các cầu thủ này, cái giày của các cầu thủ khác. Nói chung là gần như tất cả những cái gì mà liên quan đến bóng đá là mình đều có thể sưu tầm. Trong cái phòng trưng bày ấy thì mình đặt Maradona ở chính cái cửa ra vào, đúng là như là cái người gọi là dẫn lối đưa mình đến với là cái niềm đam mê bóng đá. Đấy, và Maradona thì mình cũng rất may là trong mấy ngày gần đây ấy, thì có một cái người bạn cũng là một nhà sưu tầm các cái đồ kỷ lục về bóng đá thì có tặng mình một cái poster về hình ảnh Maradona vào đúng cái năm 1986, là cái năm mà Maradona vô địch World Cup. Đấy, những cái hình ảnh đấy thì có thể nó về mặt giá trị có thể nó không thể nào mà nó lớn như những cái đồ vật khác, nhưng mà thật ra nó lại rất là khó để mà kiếm, và nhiều khi là có tiền không mua nổi. Đấy là ở cái thời điểm mà có tiền người ta cũng không mua nổi những cái đấy. Đấy, thật ra là bảo là kỳ vật mà yêu thích nhiều khi nó lại là những cái thứ nó rất là đơn giản, chứ không phải là những cái gì mà nó là to tát cả.